đẹp lời hoan tê dưới mặt trời ngồi hát hôn mê tươi vòng nôi mọc từng nấm mồ dưới chân ngày còn rót xa đường người đã đến và người sẽ về bên này đi rồi con đi về nữa. Ông quên mất ông chụp
dập luôn á. Không, bây giờ anh nói cái gì? Rồi phát biểu đi. Anh phát biểu đây, anh bưng lên anh uống đi. Đang quay hình ảnh cái chùm cảnh. Đang quay đi mày đi. Đang quay mà đang quay. Đang quay. Chúc mừng. Muốn thoát cái làm gì đó là được rồi. Cô nhìn ba con. Anh nói gì với chị, anh nói đi kìa. Không cần đâu, nói được đâu. Anh quẹ lên 57 hay 53 nè. Tuân hả? Chị Nhi này chi thôi, chẳng đủ cho con ta. Em đến đây, bây giờ đang quay đây. Chị chỉ ngồi đó, quay chị lâu lâu chị nghe. Cắt đứt cuộc tình đầu, Thụy bây giờ về đâu? Giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời. Tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu, Thụy bây giờ về đâu? Biết mày của ai đây? Không biết thôi, làm gì? Đây, biết mày của ai không? Biết mày của ai đây? Mời, mời các chị đi. Rồi, con mời chị mở một bạn tôi đó. Tôi chơi với ông đó cũng đây mấy chục năm. Còn cô thì nãy giờ mình nghe giới thiệu là à, đúng rồi. Cưới thì mình không giữ, nhưng mà gặp đôi gặp về một là gặp một bạn.
hạ ngọn đèn hiu hiu, nỗi lòng cứ xa vài giọt mưa xa, hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa. Anh sẽ ra đi về miền cát nóng, nơi có quê hương mịt mù thuốc súng. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng. Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đêm dấu chân soi